đúng ngay cái trang cấp mà chứ cô có dạy, nếu mà dạy thì lâu, nói trang cấp thì người trí thức á hiểu á, thì người ta mau mau phát triển, tu mau phát triển. Thì Đức Phật những người nào chịu tu ông cũng có lực hết, cái ông không bỏ người nào đâu. Nhưng mà mình phải nói mình làm ác mình chịu, chứ mình không nói đổ trong Phật hay đổ trong này kia là mình đã sai. Giống như bây giờ đời giờ thấy là nhiều khi á mình sai mà mình lên trong Phật mình lại ông để trong lãnh vực đó là mình vẫn sai hết phước rồi. Cô nói đúng đó. Dạ, cảm ơn chú Tư ạ. Dạ, cô Út ơi, cũng như là cho mấy thằng em hỏi thêm á, cũng như cuộc sống hiện tại bây giờ còn có cha, có mẹ, có ông, có bà, rồi phải cuộc sống phải đi kiếm tiền, mưu sinh, phải lo cho cuộc sống, thì mình trở về cái chân tâm của mình tu. Thì cái cách mà còn cái cuộc sống như vậy, khi mà còn sử dụng cái đồng tiền để mình lo cái ăn, cái uống, cái quần, cái áo, cái mặc, thì cái cách mình trở về chân tâm mà mình tu để nó đạt hiệu quả cho cái bản thân cũng như là giúp cho mọi người xung quanh mình đó, thì cái cách đó như thế nào, có thể con nhờ cô chia sẻ cho con cũng như mọi người được biết luôn á. Cái thế giới này là vô thường. Mình đang sống cuộc sống bình thường thì hãy giữ cuộc sống bình thường đó. Nhưng mà trước kia thì mình chưa biết đạo, mình làm những việc đó với cái sự mà vô tâm và cố gắng làm để lấy tiền thôi. Bản thân mình yêu thích cái nghề nào thì mình vô mình làm cái nghề đó, và hãy đặt cái tâm của mình trong đó, làm cũng phải có tâm. Được rồi. Đối với công ty, mình có trách nhiệm với người làm chủ, vì họ đã bỏ tiền ra để tạo nên cái cơ sở. Mình làm phải có năng lực. Đối với đồng nghiệp, mình hãy tận tình nếu họ cần giúp đỡ, mà không cần người ta phải đền đáp nữa kìa. Vui vẻ mà tiếp xúc với mọi người, sống hòa mình với mọi người, với môi trường xung quanh của mình. Khi gặp một cháu bé nó bị ngã, tiện đường đến đỡ nó dậy, che chở nó giống như đứa con của mình đi. Đừng nghĩ con của người khác. Rồi ngày mai mốt con mình có té, người khác cũng sẽ đỡ lên như vậy đó. Đối với gia đình, mình là một đứa con, một đứa cháu, thì hãy sống làm sao để mình cảm thấy mình có hiếu, trân trọng. Vì đó là cái nguồn gốc. Nếu không có ông thì sẽ không có cha mẹ mình ngày hôm nay, để sanh ra mình, để nuôi nấng mình lên khôn lớn, nên người. Thì đừng có bỏ qua chữ hiếu. Mà mình được sống trong cái quốc gia yên bình ngày hôm nay, để có công việc làm, mình không phải đói, không phải sống trong cái thời chiến tranh, thì hãy nhớ lại cái công ơn của những người đổ máu xả thân ở ngoài chiến trường ngày xưa kìa. Họ đã bảo vệ quốc gia như thế nào, giành giật cái nền độc lập tự do cho mình như thế nào, để hôm nay mình được ngủ ngon giấc trên giường, được có gia đình, được hưởng lấy cái nền độc lập tự do này, được có cái công ăn việc làm để gia đình được lo lắng như vậy. Thì sống ở đâu, trân trọng ở đó, trân trọng những người xung quanh đó, và trân trọng những cái điều hiện tại đang xảy ra. Lo cho tròn đi, là cũng đang hành đó, tu theo kiểu hành đó. Mình học không cần phải học quá cao, là phải vô ngồi để được cái cảnh giới nào. Trước mắt hãy rèn luyện, như lời của sư thầy dạy, là học làm người trước đi. Học làm một con người chân chính, một con người mà không để cho người ta phải chửi rủa mình đó, mà người ta khen mình, cái người đó tốt lắm. Hễ ai hỏi tới là anh đó dễ thương lắm, anh đàng hoàng lắm nha. Người ta hỏi tới cha mẹ mình, con tôi nó ngoan đó. Rồi đối với quốc gia, cái người này có xâm phạm phá phách với lại cái nền an ninh của quốc gia hay không, hay là anh ta đang làm những công việc đó coi như là cũng một phần góp sức cho công cuộc phát triển của quốc gia mình. Mình vừa trung với nước, mình hiếu với cha mẹ mình và dân chúng ở xung quanh đó nữa. Học cái lễ nghĩa, gặp người lớn tuổi hơn mình kính trọng, và gặp cái người nhỏ hơn thì mình vẫn yêu thương.
Đó là cái hạnh mình đang phải rèn luyện ở nhà trước khi mình làm một cái bậc thánh đó. Dạ. Đừng để tới lúc mà các vị quỷ thần phải cầm đao to búa lớn đến để mà giáo hóa mình. Thì lúc đó thật sự rất là đau đớn, đúng không hả ông bác? Dạ. Dạ, trước tiên thì mình cũng... Thường thường ông bà nói là coi chừng ăn búa thầu đó. Cái nghĩ gì đó. Dạ. Thật nó đúng. Mình xin trọng người đó. Mình xin trọng mình. Còn mình hạ người đó chính là hạ mình. Mà nhất là trong cái thời điểm này á, tất cả các bạn cùng màu da, khác màu da, cùng ngôn ngữ hay khác ngôn ngữ, khắp nơi trên thế giới đều có cơ hội mở cửa để đi về bên cái xứ miền Nam, cái xứ Việt Nam của mình đó, để trao dồi đó, thì mình ráng mình học. Mà tôi quen cả ngàn người đó, mà không ngờ đã cho tôi biết đền, tôi nghe nói chuyện cầm ngàn người. Cô này nói hồi đó, hỏi giờ còn có mình cô này nó nghe được thôi. Còn bao nhiêu nói là bậy không? Đội thành thật được như Thánh nói là bao không? Cô nói thấp, nhưng mà cao nhất. Người nói cao nhất thì là thấp nhất. Tức là chú Tư mới hồi nãy sáng ngồi nói chuyện với con với ông Sáu là nói là tối nằm cái điểm chim bao. Nói một cô nữ tướng là ghé cái chỗ ông Sáu. Là hôm nay là sáng chú Tư mới lên đây để ai về ra sự thật như thế này. Thì thật này là cho biết là cô đã xuống là bằng thực tế. Dạ. Người ta thế gian có cô cùng cái tôi nói đây là cô này là chánh pháp. Chánh pháp. Chánh pháp đời đời thay chịu cái khổ. Cái khổ cũng mắc một chút. Thì nó qua cái khổ này thì mới vượt qua được. Nhờ cái dễ này đưa lên cô thuyết pháp đưa lên là sau này không bao giờ mà khi dẫn nó mà kinh cảm cô đưa lên luôn. Dạ. Xin mình xin chia sẻ theo cái lời của chú Tư mới vừa nói nha quý bà con cô bác. Thì đích thân cô Út ở đây mình cũng có từng ghé mấy bữa trước, thì mấy anh em mình cũng có ghé và cũng thấy cô Út ở trên đây cũng thiếu thốn về cái vật chất để sinh sống, để cũng như là tu tập cho bản thân á. Thì giờ mình có gợi ý là cũng muốn gửi phần quà hay gửi một ít tiền cho cô Út để có thêm tiền để trang trải mua đồ này đồ kia, nhưng mà cô Út tuyệt đối là không bao giờ nhận, còn cô Út nói không bao giờ nhận tiền. Đó, do đó là thì mình sẵn đây mình nói lên cho bà con cô bác biết. Tại vì thông qua những cái video trước á, thì bà con cô bác cũng có một số người vô nhắn tin nói lại đi lên nói này nói kia cùng điên, hoặc là để có tiền mạnh quân cho tiền cho này cho nọ. Thì thật ra cái đó là không có, nhưng với bà con cô bác ở đây là cô Út không có nhận. Cái món quà lớn nhất các chư vị muốn tặng cho Út đó chính là các chị hãy tu để đạt đến trình độ giác ngộ, tự cứu lấy bản thân mình. Đó mới chính là món quà xứng đáng để tôi phải nhọc hơi mà ngồi nói ở đây. Chứ con người như tôi đã từng trải qua biết bao gian nan khổ sở, tôi vẫn sinh tồn ở một mức độ rất thấp, tôi không chết được, thì nhu cầu sống của tôi không cao. Tôi cũng không muốn mắc nợ nhiều người để rồi mình phải trả. Tôi có thể tự tạo miếng cơm manh áo cho mình. Trước kia, khi tôi còn đòi hỏi vật chất cao, thì ngày hôm nay, khi tôi tu bên đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi biết dùng chay và tôi biết tiết kiệm, thì nhu cầu vật chất của tôi rất là thấp. Tôi có thể tự tạo được bằng cái nghề chân chánh của mình. Khi mà tôi biết là tôi nhận đồng tiền của người khác, có thể dễ rơi vào cái mắc nợ và bị lụy ở chỗ đó, tôi sẽ khó nói chuyện với ai đó. Tôi không muốn người khác điều khiển tôi bằng cách dùng cái đồng tiền để khống chế. Tôi sẽ không để cho ai khống chế tôi đâu. Cho nên có những thứ tiền không mua được. Cái phẩm chất con người, mỗi người được sanh ra đều được ban giống nhau. Mình muốn giữ nó tốt đẹp hay nó xấu xí thì tự ở bản thân mình. Cho nên hãy trân trọng, tôn trọng bản thân mình trước khi mình muốn người khác tôn trọng mình. Mà cái điều lớn nhất tôi hy vọng các vị khi xem đài, dù cho trong hoàn cảnh nào, đừng bán rẻ lương tâm của mình cho quỷ dữ. Đúng, cô Út nói đúng. Dạ.
khổ lắm đó. Về trở lại địa ngục là khổ lắm đó. Mỗi người đang sống ở đây đều đã từng trải qua cảnh địa ngục không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi nhắc cho nhớ. Và chúng tôi cũng không muốn gặp lại các bạn ở cái nơi tăm tối và đau đớn đó đâu. Người khác có thể không dám nói, nhưng chúng tôi có quyền nói. Đây là cái thời điểm để cảnh tỉnh con người, đánh thức cái lương tâm của mình vậy. Hãy thức tỉnh đi, nhân loại à. Tự cứu lấy mình, không ai cứu được mình đâu. Và chúng tôi cũng không muốn xử phạt các vị đâu. Mình xin nói nhắc lại cho quý bà con cô bác, đây là mình gọi là bằng cô Út, tại vì mình có xin phép trước rồi. Thì cô Út thì có tiết lộ là người xưa trở về chốn cũ để cũng như là nói lên những cái câu, những cái điều cho bà con cũng như là mình hỏi, để thầy Hạ Quân này cố gắng mà tu tập bản thân mình để cho tốt. Còn ngoài ra thì cô Út cũng không có chia sẻ tiết lộ về bản thân cô Út là ai. Do đó quý bà con cô bác nghe gọi bằng cô Út đó là như vậy. Có người để mượn khẩu cô Út để nói, cô Út từng chia sẻ như vậy ạ. Và những cái điều mà cô Út vừa nói thì chúng tôi với mấy anh em ở đây thấy rất là đúng phải không? Đúng. Theo tôi học cũng hoàn toàn đúng hết, không có theo gì nào. Nói là lời nói của mình một lượng vàng hay một gia dạng cũng chưa có, mình là nói đúng. Đặt cái đầu cha, mình cũng mê tín, đặt cái ông lần đặt bà gia luôn, cha mẹ anh em đó, tình nuôi mình đó là thật sự thật khó thêm. Chứ mình đâu mình ngồi chỗ mình gian chạy, đặt nó không mê tín, bây giờ gian không mê tín. Các bạn đọc à, phải trân trọng những cái người đàn ông. Những người đàn ông này phải vượt đường rất là xa để đến cái ngọn núi này, đã phải hạ thấp mình để năn nỉ người ta quay cho được cái clip để đưa lên mạng cho các chư vị, tôi gọi là chư vị đó, học đạo và nghe thấy cái lời cân nhắc, một cái hồi chuông để cảnh tỉnh các vị. Thì hãy trân trọng những cái vị Bồ Tát này đi. Không phải ai cũng vì cái miếng cơm manh áo mà bán rẻ cái lương tâm của mình đâu. Nếu không có những anh hùng này xông ra ngoài chiến trường, lăn lộn bản thân mình ở dưới nắng, dưới gió, dưới mưa, dưới đói, và cả nguy hiểm về muôn trùng, con thú đang ẩn mình trong những cái khu rừng này nè, để đem thông tin về cho các bạn ngồi ở nhà, ngồi mát ăn bát vàng rồi được coi tin tức, rồi mắng người ta là thể loại này, thể loại khác. Các bạn cũng không biết mình đang sỉ nhục ai đâu. Tại vì trách nhiệm nên chúng tôi mới phải lên tiếng, và chúng tôi phải có mặt ở đây. Thì hãy sống cho đoàn kết, bảo vệ nhau, che chở nhau, dìu nhau mà bước về cái nơi vốn dĩ thuộc là của chúng ta. Chứ đừng để bản thân mình bị lưu đày qua đất khách, phải chịu cực hình khổ sai nữa. Khổ bao nhiêu lâu đó còn chưa đủ sao? Tôi ngày nào còn mang cái xác này nè, thì tôi mới đang chịu khổ đó. Chứ tôi mà rời khỏi cái xác này rồi á, người khổ không phải là tôi, mà chính là các người đó. Tôi không có dọa đâu. Dạ, cô Út sẵn nói mấy cái câu này á, thì em mới chợt nhớ đến hồi sáng ông sư có nói cho em nghe là
cô Út đi đến đây là cũng được sự trợ giúp của ông Sáu, và cái thứ hai cô Út cũng là người để đi giống như là truyền đạt những cái lời hay ý đẹp để cho những người nào mà có cái tâm mà người ta hướng về cái tu thiện á, người ta nghe được những cái lời nói của cô Út giống như là đăng qua mấy clip qua, thì người ta sẽ sửa được những cái tâm tính mà người ta quay về con người, người ta chân tâm để người ta tu tập cái bản thân của người ta. Thì những cái điều này giống như là những cái điều mà cô Út đi gọi là sao nào chú Tân gọi là truyền pháp và truyền pháp, phải không cô? Để cô Út cũng tự tu bản thân cô Út, dùng những lời pháp đó cho những người tu chân chính để người ta nghe, người ta hiểu và ta biết, ta sửa theo ạ. Chúng tôi mượn cái xác này để truyền đạt tới tất cả những bạn đọc, và cũng để cho mọi người nhìn thấy Út đang tu bằng bản thân Út, là mỗi ngày phải làm những công việc bình thường. Và những công việc này đúng lý ra ở nhà Út không bao giờ phải làm, không bao giờ phải chịu cực khổ như vậy. Út đang làm một bà chủ mà bây giờ phải đi nấu cháo cho chó ăn, mà nấu bằng bếp củi chứ không phải là bếp điện như ở nhà. Người ta là chăn ấm niệm êm chứ không phải là chịu mà những cái điều nhọc nhằn khổ sở lem luốc như vậy. Có máy giặt, có máy lạnh, có giường cao, có niệm ấm chăn êm. Mỗi ngày kiếm không nhiều tiền nhưng rất là sung sướng, tự do tự tại, chứ không phải đến đây để hầu những lời nói này rồi cần những cái đồng tiền. Và những cái lời sỉ nhả nhục mạ của các bạn đọc không được mấy yêu thích. Nếu các bạn không thích, các bạn có quyền không nghe, nhưng hãy nhường cái video này lại cho những người muốn nghe, và những người nghe có thể hiểu được. Mình không cần, hãy nhường cho người khác. Dạ, đúng rồi. Tại vì bà con cô bác nào mà xem qua video hôm nay á, thì chưa được hiểu hết cái phần về con người của cô Út. Cô Út là một người ở chốn phồn hoa, tức là những cái điều giàu có, rồi ăn chơi, hay là những cái điều gì, cứ điều gì đều cũng từng trải qua hết. Rồi cô Út buông bỏ mấy năm nay để trở về một con người để tu tâm dưỡng tánh, cũng như là được ơn trên dựa vào mượn khẩu để truyền pháp những cái lời hay ý đẹp cho bà con cô bác mình nghe. Thì bà con cô bác nào xem qua những video của mấy anh em mình cảm thấy không yêu thích cô Út hay gì đó thì có thể là lướt qua. Thì mấy anh em mình cảm ơn rất là nhiều. Mà gì đâu có chuyện nhập, đâu có chịu. Cô đi mấy nước đó, cô đi người ta nhập, cô đi mấy nước đó, đang chịu đó. Vì đâu có chuyện nghe, đang quyết, mẹ khổ được cùng. Cho chưa? Để là hai, còn các bạn mình đỡ, thế nó có đỡ. Vì bị núi, thì người ta che chở, bị núi thì dỗ ta nha. Nói được quá thì không là kỳ, không phải, đó là mạng dương. Cái nhanh ta, là cái thuốc của. Các bạn đọc có biết là mỗi lần chúng tôi mượn xác này, cô Út rất là mệt không? Tại vì cái năng lượng của chúng tôi rất lớn, còn cái thân xác này rất là bé nhỏ, rất là bình thường như những con người khác, mà phải chịu cái áp lực nó đè lên trên người như vậy. Thời gian trước tôi cũng người. Khi nào các bạn được giống như người ta đi rồi, các bạn mới biết cái sự mệt mỏi và khổ sở của người ta như thế nào. Khi mình chưa hiểu gì điều đó, đừng bao giờ phỉ báng nó, vì mình có thể đang phạm vào một cái lỗi lớn đó. Nếu bạn phạm vào một con người bình thường thì cái tội của bạn không có điều gì đáng phải nói. Bạn thử bạn phạm đến Đức Phật đi, bạn thử bạn phạm đúng Bồ Tát đi, được cái sự trả giá của bạn như thế nào. Bạn thử bạn phạm đúng cái tầng lớp của những cái loại ác quỷ đi, có tha cho bạn không? Nếu gặp ác quỷ, nó sẽ đoạt mạng bạn, hoặc nó sẽ làm cho bạn bệnh mà sống không bằng chết. Nó hành xác bạn đến lúc bạn chết. Yeah. Nó làm phiền cả gia đình bạn.
Nếu bạn gặp một cái chư vị người ta có tu hành, từ từ bạn sẽ cảm nhận thấy cuộc đời của bạn càng lúc càng đi xuống, và công việc của bạn sẽ không mấy suôn sẻ đâu. Đó là gì? Chính vì bạn đang phạm tới cái nơi mà bạn không đáng phải phạm, không nên phạm đó. Các người nào mà thích phỉ báng á, phỉ báng cho nhiều đi, tại vì con người ta không có còn muốn giận ai nữa, thì những lời phỉ báng đó của bạn sẽ dành cho ai? Khi người ta không nhận thì nó sẽ dành cho ai? Nó sẽ trở về với chính các bạn. Ví dụ giờ mình muốn rồi đây cảm nhận cái cảm gì mà cha vậy, liên quan tới cái vấn đề này giống như là bị khẩu nghiệp đó phải không cô? Đúng rồi, mà nên nhớ phạm tới làm thân Phật ra máu là cái hình phạt ở trong năm trọng tội đó: giết A La Hán, giết cha, giết mẹ, làm thân Phật ra máu, và còn một cái tội nữa thì tự mình tìm hiểu đi, là cả Phật cũng không cứu được đâu. Có niệm tới mỗi hơi mòn cổ luôn khàn tiếng thì Phật A Di Đà cũng không có cứu bạn được đâu, Bồ Tát cũng không cứu bạn được đâu. Trừ năm cái tội đó ra, người ta có thể hỷ xả cứu mình nếu mình tu dở, nhưng lòng mình thành tâm. Còn phạm tới năm cái trọng tội ngũ nghịch là sẽ đi tống thẳng vô địa ngục vô gián. Có ai nhớ địa ngục vô gián nó như thế nào không? Mở video lên coi, trong mạng có đó. Thôi được rồi, Úc cũng mệt rồi đó. Dạ, chị xin chân thành cảm ơn. Chứ nhìn mặt tôi đi, tôi không có hiền đâu. Tôi không có hiền đâu. Rời khỏi cái thân xác đi rồi sẽ biết tôi là ai. Khi nào mà cái hồn lìa khỏi xác là sẽ biết tôi là ai. Biết là cô Út là ai liền. Còn cái người nào mà muốn cái tâm sát hại á, không phải tôi không biết đâu nha. Nếu cần thiết tôi cho ngủ luôn, không bao giờ tỉnh lại nữa. Chúng tôi có đủ cái đội chiến binh để làm việc trong thời gian này. Hiện tại bây giờ luôn á cô. Nhắm mình không ngủ được bao nhiêu ngày, rồi nhắm mình đoạt mạng người khác, rồi mình được cái gì? Một người đó đi trước thì mình cũng sẽ nối bước đi theo. Và có một số đối tượng chúng tôi không cần làm gì họ đâu. Đối với những cái loại ngỗ nghịch, cái hội đồng chúng tôi có cách để xử họ. Một người mẹ thương con mình mà không thương con của người khác, dám tìm mọi thủ đoạn để hại con người khác, chúng tôi sẽ cho họ sống trong đau khổ suốt cả cuộc đời để ăn năn hối hận những việc mình làm. Thử khi mình mất con, thử con mình bệnh nằm lăn lóc ở đó, mình có vui sướng không? Tại sao đi hại con người ta? Chúng tôi có đủ cách để giáo huấn, để dạy dỗ cho những kẻ cứng đầu, nghịch mạng. Chừng nào ra khỏi lục đạo luân hồi, cảm thấy mình không cần tới bầu trời và quả địa cầu này nữa, mình có đủ cái quyền năng để mình trốn thoát ra, thì lúc đó đó gặp chúng tôi để mà thương lượng. Được rồi, điều này là điểm cuối cùng tôi nhấn mạnh, để cho những ai nếu tu thì hãy tu thật tâm, đừng nhiễu nhương ở cái xã hội, cái quốc gia, cái thế giới này nữa. Dạ, có một điều này con xin hỏi lần cuối được không cô Út? Xin lỗi trước nha. Nãy giờ trên clip này á, là mấy em ở đây là nghe cô Út nói hội đồng, hai chữ hội đồng và chúng tôi, tức là bên cái hội đồng và chúng tôi và những cái phần căn mà mượn khẩu của chúng cô Út. Tôi có thẩm quyền để xét xử và lấy mạng bất cứ một người nào khi cảm thấy cần thiết. Dạ, tức là gồm nhiều vị để mượn xác ha cô Út. Ở đời này
có công an, có cảnh sát, có tòa án, có xã, có trưởng ấp, có huyện, chủ tịch tỉnh, thành phố, trung ương, cục bộ để làm gì? Thì ở mỗi cõi đều có các chư vị làm quan, làm lính, làm tướng để cân bằng. Để giữ được cái bộ luật gọi là luật nhân quả, là chúng tôi làm việc ở cái giới hạn của mình, cái thẩm quyền của mình. Còn các bạn đang sống ở cuộc đời này thì hãy làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình đối với quốc gia, đất nước của mình, đối với gia đình mình, xóm giềng của mình và nghề nghiệp của mình. Dạ. Dạ, dì cảm ơn cô Út rất là nhiều ạ. Có thể là để cho sức khỏe của cô Út được khỏe nha mấy người. Dạ, cảm ơn cô Út rất là nhiều ạ.